Rồi em xin kính chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với chiếc chè bông nha. Cả nhà ơi, ngày hôm nay bên vườn mai nhà em tiếp tục nhổ mai con về giao cho khách đây ạ. Và rất là cảm ơn quý cô chú anh chị gần xa đã tin tưởng và ủng hộ cho vườn mai nhà em. Hôm bữa là em quay cho cả nhà mình xem là nguyên một cái vườn mai rất là rộng lớn. Và được sự ủng hộ của quý khách thì ngày hôm nay cái vườn này cơ bản rồi đó cả nhà. Thì còn một số clip như thế này, hàng nguyên si như thế này nha cả nhà đây. Và đây là mấy anh chị đang lựa nha. Nói chung là bán hàng thì phải lựa hàng đẹp nha cả nhà. Ở mấy cây ốm nè, đó mấy cây ốm ở đây bỏ lại hết nha. Rồi lấy mấy cây bự như thế này nè. Đây, lựa mấy cây mập lù ha. Đó, và cơ bản một số cây nó đang có nhánh như thế này nha cả nhà. Em quay cho cả nhà mình xem. Thì lô này ngày hôm nay do người ta cần cái chỗ để, cho nên là bên vườn mai nhà em bán thanh lý với giá cực kỳ rẻ luôn á cả nhà. Chỉ có 4.900 một cây. Các cái loại 4.900 một cây ấy, thì nó cao tầm khoảng 40 xăng cho đến 50 xăng. Ở đây cả nhà nhìn nè, cây nó mập lù luôn nha, mập lắm luôn cả nhà ơi. Cái gốc của nó thì bằng đầu đổ ăn đi lên hết nha. Và cái lô này người ta nuôi rất là tốt, cây cành nhánh nó xum xuê như thế này nè. Trời ơi, lô mai con này đúng đẹp luôn cả nhà. Rồi, cái 4.900 thì nó cao sẽ tầm từ 40 cho đến 50 xăng. Rồi, em sẽ tiến vào một cái lô lớn hơn, giá chính là 5.900. Đây cả nhà ơi. Ôi ôi coi nè. Cái đọt đó thôi nha, cái này là cái đọt đó nè. Chết cha báo nữa rồi, nhổ lên sức cái đầu của người ta nữa rồi kìa. Mà nghĩ cái này xuống đi. Đây, cái loại 5.900 thì cây nó sẽ cao hơn và mập hơn. Nó cao tầm khoảng 60 cho đến 80 á cả nhà. Nhìn cái cây nè, trời 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 trời. Nè, đó 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 cả nhà nhìn nè. Cái gốc của nó nè, rất là to và rất là mập nha. Rễ thì xử lý đủ kiểu nha cả nhà, nó tùm lum rễ hết trơn nha. Đây có một cây nhỏ nó lòi cái bịch ra luôn nè, em cho cả nhà mình xem rễ nó nè. Nó quấn tùm lum hết trơn rồi cả nhà, nó kiểu đủ kiểu hết ha. Lò xo có nè, có cây nào lòi đế lên không chị ha? Cho em coi cái cây. Đâu, đây, đây nè, cho cả nhà mình xem đế nha. Ở đây nè, số cây nó lòi đế lên nè. Đây, có lò xo nữa nha. Rồi á, đây. Nó rễ quái thế này nữa nha cả nhà. Nói chung là nó đủ kiểu, nó đa dạng đa hình ở trong đây ha. Nó quấn tùm lum tùm la như thế này. Rồi, cái loại lùng á thì 4.900, cao từ 40 cho đến 50, còn cái loại cao hơn từ 60 cho đến 80 á thì là giá 5.900. Nếu mà chúng ta lấy 50 cây bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Cái vườn mai này phải nói là cực VIP nha cả nhà. Đẹp lắm luôn. Đây nè. Rồi, ai thích cái lô nào thì alo cho vườn mai của chiếc chè bông nhé. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha.